Lại xuất hiện thêm một ông bố được Anna Bắc Giang thuê để làm giả thân phận, tự ghép mặt mình vào ảnh người khác để giả dạng du học sinh. Những ngày vừa qua, dân tình không ngừng lan truyền thông tin về vụ siêu lừa thế kỷ với nhân vật chính là NTVA. Dù tuổi còn trẻ nhưng cô đã bị tố có những chiêu trò rất tinh vi nhằm lợi dụng lòng tin của người khác để lấy tài sản. Mới đây theo anh Nguyễn Trọng Thành, chồng của chị Nhã Lê Anali, một nạn nhân trong phi vụ của VA, khẳng định người đàn ông là bố là một diễn viên phụ từng tham gia các bộ phim trên sóng VTV, này từng xuất hiện rất nhiều lần bên cạnh VA, thậm chí cả mùng 1 Tết âm lịch. Ông cùng nhiều người khác thường xuyên rủ gia đình chú rể đến nhà ăn uống, tụ tập để tăng mức độ tin tưởng. Chưa dừng lại ở đó, mới đây Anna Bắc Giang còn tiếp tục lộ thêm nhiều bức hình khác chụp cùng bố giả. Đáng nói, người bố trong bức hình này lại khác hoàn toàn với người bố cô thuê trước đó. Không chỉ vậy, cô nàng còn ghép mặt mình vào những bức hình tốt nghiệp tại trời Âu, giả dạng như một du học sinh tài năng. Ngay cả tấm bằng cũng được Anna Bắc Giang chỉnh sửa cẩn thận. Không thể phủ nhận trình độ ghép ảnh của VA quá đỗi tinh vi. Ngoài thuê người đóng giả làm họ hàng của mình, cô nàng còn tự xây dựng một background đầy hào nhoáng cho bản thân. Đến nay, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, xác minh. Nhiều tình tiết xoay quanh nhân vật VA đang dần được hé lộ. Trong đó, nhiều chiêu trò của cô đã khiến người theo dõi vô cùng bất ngờ.